Vô trong kép hả? Vào càng. Biết ngay mà. Chết cha, tụi em bị cản. Cố lên. Cố lên. Em đoán được là chỉ có rào cản là chỉ có đội mình và đội tím, nếu mà đi rớt lại sẽ bị rào cản thôi, mà đội mình nó có thể ưu tiên. Cho nên á, đội khác nó sẽ không nhắm vào đội mình nữa mà chuyển qua đội tím. Bởi vì đội tím cũng là một đội mạnh. Xét về thể lực và kể cả cách xử lý tình huống, đội tím cũng rất mạnh. Đồng đều hơn đó. Thì bây giờ nếu họ bị rớt lại thì cái khoảng cách thời gian là họ bằng đội hai hai anh chàng kia rồi. Em nghĩ ai cản? Chắc là đội của anh Đạt cản. Đi đầu tiên mà. Gánh nước cũng hơi chua thôi. Cầu cho các bạn ai qua nạn khỏi. Khi mà vào được chung kết á, nếu mà đội mình vào chung kết thì cái đội mà em muốn thi đấu nhất trong trận chung kết chính là đội tím. Bởi vì xét về cả thể lực, về cả xử lý tình huống, họ là một đội mạnh và em thích thi đấu với những đội mạnh như vậy. Chị cũng thích đội đó. Mong là tụi nó bình tĩnh, tụi nó đừng có bị mất bình tĩnh. Không đâu, hai thành viên đó thì đặc biệt là ở Dung thì từng thi đấu quốc tế rồi thì cái chuyện mà tinh thần thì rất ổn. Hưng thì là đàn ông. Hoang mang tí thôi đúng không? Chả hoang mang đâu, thực ra trong đầu họ cũng đã lường trước được cái tình huống này rồi. Chúng ta hãy cùng đến với một vài chia sẻ từ các đội khác về việc đội Hồng dùng quyền rào cản đối với đội tím của Đức Hưng và Thùy Dung. Thực ra thì quên cái mất. Việc rào cản này thì lại là một cái nước cờ sai. Bởi vì là phía sau đó còn đội màu xanh lá cây. Và đội này thì họ mạnh thật nhưng mà họ lại yếu ở những cái, ví dụ như là những cái cần khéo léo hay là những cái cần trí nhớ. Thành ra là chính vì đội xanh lá cây mà làm cho nước cờ của anh Đạt bị sai. Và đội tím vẫn còn đang trong cuộc đua. Thật ra thì ngay từ đầu chặng là cũng đã xác định là chắc chắn là chặng này sẽ có rào cản. Khả năng rào cản xuất hiện ở chặng này rất là cao. Và đội tím khả năng bị rào cản cũng là cao rất nhất. Là cao. Không phải là rất là cao mà là cao nhất. Mình bởi vì ý, là thật sự thì trong cái cuộc đua này tức là mỗi đội chơi sẽ có một cái chiến thuật khác nhau. Thì thật ra thì mỗi đội cũng đều biết là cái khả năng của mình và cái vị trí của mình đang ở đâu. Và những cái đội khác có thể là sẽ làm những cái gì. Kể cả bản thân đội tím thì cũng biết được cái chuyện đấy. Khi mà thấy cái hình của mình ở trên cái bảng rào cản, nó không phải là quá bất ngờ, mà nó chỉ là thấy hơi buồn thôi, là mình đã suy nghĩ đúng thôi. Động lực rất lớn để mình và Dung quay lại làm rào cản là tại vì đội mình có may mắn xuất phát trước hai đội khác và có một đội thậm chí cách đội tím lúc đó là khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Đó cũng là một cái lợi, nó là một cái lợi thế về cả tinh thần và thực tế thời gian để đội tím sau khi mà nhìn thấy bảng rào cản lập tức quay lại để thực hiện cái nhiệm vụ còn lại của lựa chọn kép thật là nhanh để hoàn thành rào cản và tiếp tục đi tiếp được. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tung Hoành và